chào các bạn hôm nay theo lời yêu cầu của quý vị khán giả mình sẽ đi tìm hiểu và review kênh vàng hoa các bạn nhé kênh thì tựa đề hoàn toàn là tiếng nước ngoài nên mình phải dùng tới công cụ google dịch sang tiếng việt kênh của vàng hoa giới thiệu về cuộc sống của chủ kênh ở một ngôi làng hẻo lánh của một vùng nông thôn thuộc miền núi kênh giới thiệu về bản sắc thiên nhiên văn hóa cuộc sống nơi miền quê còn bây giờ chúng ta cùng vào xem thông tin của kênh. Hiện kênh có 435.000 người đăng ký và có 427 video. Kênh thì có 143.480.839 lượt xem. Kênh đã được đăng ký tham gia vào ngày 28 tháng 9 năm 2017. Như vậy kênh cũng hoạt động được 7 năm rồi các bạn nhé. Và quốc gia đăng ký là tại Hoa Kỳ. Còn bây giờ mình mời các bạn cùng vào xem các video của kênh về video mới nhất thì được kênh chia sẻ cách đây khoảng 17 giờ trước. Video có tựa đề Vàng hoa lần đầu tiên khám thai cho lợn mẹ khổng lồ. Thì video này mang về 79.000 lượt xem. Hay như video có tựa đề 3 năm sống trong rừng gặp lại và yêu nhau thì video này cũng mang về 171.000 lượt xem và đã được Vàng Hoa chia sẻ cách đây 3 ngày trước. Hay video có tựa đề 3 năm sống trong rừng nuôi nợ rừng gà vịt. Video này cũng mang về 277.000 lượt xem. Hay video có tựa đề Ron mua lợn khổng lồ chuẩn bị thịt lợn cho đám cưới. Thì video này cũng mang về 321.000 lượt xem các bạn nhé. Và các video khác cũng vậy cũng được kênh uh, chia sẻ cách đây khoảng từ 9 ngày cho tới 2 tuần trước cũng đều ở con mốc vài trăm ngàn lượt xem Còn bây giờ chúng ta cùng vào các video phổ biến của kênh về video phổ biến thì được kênh chia sẻ cách đây khoảng từ 1 năm cho tới 3 năm về trước với tựa đề bầy ong rừng bên suối bản năng sinh tồn hoang dã một mình thì video này cũng mang về 3,9 triệu lượt xem hay như video có tựa đề bản năng sinh tồn cách tạo lửa trong rừng và kiếm ăn thì video này cũng mang về 3,6 triệu lượt xem. Hay như đi chợ mua lợn giống và chăm sóc vật nuôi thì video này cũng mang về 3,6 triệu lượt xem. Quy trình 200 ngày thu hoạch cà chua bí xanh bắp cải thì video này cũng mang về 2,4 triệu lượt xem và đã được kênh chia sẻ khoảng một năm về trước và các video khác cũng được kênh chia sẻ cách đây khoảng từ vài tháng cho tới 2 năm về trước và cũng đều ở con mốc vài triệu lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng vào xem các video cũ nhất của kênh. Về video cũ nhất thì được kênh chia sẻ cách đây khoảng 3 năm về trước với tựa đề Làm nhà mái bằng tre, bản năng sinh tồn hoang dã một mình thì video này mang về 61.000 lượt xem. Hay video thi công ống nước bằng tre Sống một mình nơi hoang dã Thì video này cũng mang về 57.000 lượt xem Hay như video cắm trại hoang dã Ăn rau rừng và sống một mình Thì video này cũng mang về 36.000 lượt xem Hay video có tựa đề Làm túp lèo nhỏ bên suối Để chú ẩn sống sót một mình trong rừng Thì video này cũng mang về 48.000 lượt xem và các video khác cũng được kênh chia sẻ cách đây khoảng 3 năm về trước và cũng đều ở con số là vài chục ngàn lượt xem các bạn nhé. Còn bây giờ, mình mời các bạn cùng đi xem các con số thống kê về mức thu nhập mà kênh Vàng Hoa có thể đem lại là bao nhiêu thì mình mời các bạn qua bên này. Đây mình đang ở trong kênh của Vàng Hoa. Kênh thì được một trang web quốc tế thống kê chi tiết về lượt đăng ký mới của kênh cũng như là mức thu nhập ước tính hàng năm mà kênh đem lại cũng như lượt xem mới hàng tuần cũng như là 30 ngày gần đây của kênh và những con số này đã được công khai trên mạng. Mình dựa vào những con số thống kê đây để giải thích cho mọi người hiểu được cách thức mà YouTube tính để trả phí cho các nhà sáng tạo hay như là các nhà làm YouTube. Thì hiện tại kênh của Vàng Hoa được đề xuất ở mức B. Với 30 ngày gần đây, kênh có thêm 15.000 lượt đăng ký mới. Với số lượt đăng ký này thì kênh cũng đang bị giảm mất 6,3%. Còn 7 ngày gần đây kênh có thêm 3.000 lượt đăng ký mới các bạn nhé. Còn 7 ngày gần đây kênh có thêm 1.850.248 lượt xem mới. Với 30 ngày gần đây kênh có thêm 8.717.000 lượt xem mới. Với số lượt xem cao như vậy kênh được đề xuất tăng lên tới 27,1% còn đây là mức thu nhập ước tính hàng năm mà kênh có thể đem lại ở con số giao động từ 26,2 nghìn đô cho tới 418,4 nghìn đô và phía dưới đây là những con số thống kê chi tiết hơn về lượt đăng ký mới của kênh cũng như là lượt xem mà các video đem lại cho kênh hay như mức thu nhập ước tính mà các video đem lại cho kênh tính theo ngày theo tuần và theo tháng để biết rõ hơn về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của kênh là bao nhiêu thì mình mời các bạn cùng mở máy tính này. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thử về mức thu nhập 7 ngày gần đây của kênh. Thì 7 ngày gần đây kênh có 1 triệu 850 248 lượt xem mới. Chúng ta sẽ chia cho 1 000 Nhân với hệ số RVM tại Việt Nam là 0,65 kênh của Vàng Hoa thì đăng ký tại quốc gia Hoa Kỳ và tựa đề hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài thì tất nhiên cái view xem của kênh đem lại thì phần lớn là view của nước ngoài các bạn nhé mà view của nước ngoài thì RBM nước ngoài rất là cao thì mình cũng không biết là bên đó họ tính RBM là con mốc bao nhiêu thì mình không biết thì mình cứ dựa vào cái số view và tính theo cái mốc trung bình rbm tại Việt Nam thôi các bạn nhé Còn với mức thu nhập của vàng hoa với view nước ngoài và rbm nước ngoài thì tất nhiên là sẽ có thu nhập cao hơn như vậy chúng ta sẽ tính tại view trung bình theo rbm Việt Nam là 0,65 nhân với giá đô la hiện tại là 25.000 như vậy với 7 ngày gần đây sấp xỉ 2 triệu lượt xem thì kênh của vàng hoa có doanh thu ước tính vào khoảng 30 triệu 000 và bây giờ chúng ta sẽ đi tính về mức thu nhập của 30 ngày gần đây Với đề xuất tăng lượt xem lên tới 27,1% Thì kênh có doanh thu là bao nhiêu Thì chúng ta sẽ có 8.717.000 lượt xem Chúng ta sẽ chia cho 1.000 Nhân với hệ số 0.65 Nhân với giá đô la là 25.000 Như vậy 30 ngày gần đây Kênh của vàng hoa có doanh thu ước tính vào khoảng 141.651.000 còn bây giờ chúng ta sẽ đi tính về mức thu nhập ước tính hàng năm mà kênh vàng hoa đem lại thì chúng ta sẽ lấy 26,2 nghìn đô cộng với 418,4 nghìn đô. Chúng ta sẽ chia cho 2 và nhân với giá đô la là 25 nghìn. Như vậy ước tính hàng năm mà kênh của vàng hoa có doanh thu vào khoảng 5 tỷ 557 triệu 500 nghìn các bạn nhé. Và cái con số thu nhập thống kê đây chỉ để chúng ta tham khảo thôi bởi vì cái mức thu nhập ở con số dao động có sự chênh lệch khá là cao ở mốc là 26,2 nghìn đô cho tới tận 418,4 nghìn đô thu nhập này chưa hoàn toàn chính xác các bạn nhé Đây là chỉ là con số ước tính thôi và những con số thống kê đây là chưa có bao trừ các khoản thuế phí của YouTube hay như phí chuyển đổi từ ngân hàng quốc tế về ngân hàng Việt Nam hay như là thuế thu nhập cá nhân mà kênh Vàng Hoa phải chi trả các bạn nhé. Về mức thu nhập hàng tuần, hàng tháng và hàng năm của kênh thì nó sẽ không cố định ở một con số cụ thể nào cả. Mà có thể tháng này cao hoặc tháng sau sẽ cao hơn hoặc là thấp hơn thì điều đó lại phụ thuộc vào lượt xem cũng như là lượt tương tác với các trang quảng cáo, số lượng các video quảng cáo và thời lượng của các video đó các bạn nhé. Và mức DBM có thể cao lên nếu như các bạn khi xem video mà click vào video quảng cáo và đặt mua sản phẩm trên các trang quảng cáo đó thì rbm của kênh sẽ được đề xuất tăng lên và khi rbm tăng lên thì mức thu nhập của kênh cũng sẽ được tăng lên các bạn nhé như vậy là mình đã review xong kênh của vàng hoa các bạn thấy hay thì cho mình xin một like một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại